nó chỉ khlay khlay ai hoa tàm tàu à vệt mà mò khlay tiếng mùi vậy thật thế à đừng ngất đây dạy em lấy tiền nó mò khlay người ai ấy nổ chết nào. Ôi à, chí mèo. Ừ, nói chung mà tao không thể. Bà với tiền. Bạn khai nhưng mà thông ra đây nhầm. Vậy nên nhầm cho chật bà hóa nè. Bà? Bát mà, mày nó khổ nhá. Mà nó time chờ. Time chờ không còn hả? Tao bây giờ sẽ đo lớn, bây giờ sẽ qua kẹo một quên. Cho khai nghe nữa bạn thử. Stir cái túi gì ấy. Tỏ thật thế hay trong sạch rồi đấy. Lửng ngất đấy. Nên à ở trong phê dân chí tới vì nên lơ nóng mà lan cân thích tí vào đường nè bà hoa khai nha thiệt. Cứ mô khai tốc mơ vết chó khai mà nó ăn mơ mê gì giúp bây đó mong dùm lại. Lần ngật đấy tới tao hình mùi chắc mùi dùm lại. Giúp lần ngật đấy mà. Đó tao tao sẵn sàng chấm lên tao thiện. Giúp bây. Chọn số buông rồi. Nữa nó được cho tôi khai như nữa. Cho sao nữa. Được cho tôi khai nữa. Nó khai như nó mới tiết đây nữa. Khai nó biết thơ thật lẹ khai vậy nữa. Khai bọc mơ nữa. Ừ. Này nè. Ở tới đây hả? Khai cho mềm ạ. Ở tới đây hả nhỉ? Một tờ hạt chẳng chỉ một tờ thôi hả nhỉ? Giờ Scott của ông ấy chẳng dừng nghiệp trăm toàn phlư dừng tới nửa khlai người ta ho hả? Khôi gió vào đường. Mặt chân mà lại lình khlai bò. Ông thua ho hả nâng khlai người ta nâng ho hả? Ông miếng cho luôn. Ho phô hả? Tờ, chỗ khlai đúng không? Chào tôi như cái. Khlai người ta chẳng thơ phát mây. Chẳng tinh thông buôn đọc một phây mơ. Thông với hai miền. Ừ, nhưng tinh xuống này nó. Thông à, không ai tinh. Ở giờ em không có hẳn. Bởi, nhằm tinh đọc mà phải không? Về hôm nay anh vừa ở hai phu chứ. Ừ, ta 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 ta. Ta là ngất đấy, chân lưới. Lập lưới. Đã dỗ buộc bạc lại nhau ấy. Hả? Ngày đẹp rồi đấy.
lục khai này, nên là đã rũ buông rồi, đã chẳng khâu chứ, đã về rùm á, để đã về tam, nọt nọt về hình sai khai nhỉ, đã rũ buông á, món chật, tư.